Hello, xin chào tất cả các chị em đã đến với lại livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay thì em đang có dịp livestream tại xưởng chế tác các bộ bàn ghế rất là khủng bằng gỗ mun hoa của Lào. Thì tôi cam lại gần này. Mọi người có thể thấy rằng là đây là những người phụ nữ của Việt Nam mà có thể nói rằng là tưởng rằng như là chân yếu tay mềm đâu, nhưng mà làm những công việc tưởng chừng chỉ nam giới mới làm được ạ. Nhưng mà đây thì mọi người có thể thấy rằng là chị gái cũng đang thể hiện chị gái gọi là những nét rất là đẹp của người phụ nữ Việt. Đấy, mọi người có thể thấy rằng là chị tự phác họa bằng bút xóa vạch, sau đó thì tự đục. Đấy, mọi người thấy sao ạ? Mọi người hãy cùng ngắm mà cho anh Sơn một lời cảm nhận ở dưới bình luận nhá. Đưa lại gần để cho mọi người thấy xem là chị đang đục cái gì ạ. Chị ơi cho em hỏi đây là mình đang đục phần gì chị nhỉ? Đục cái này gọi là đục, đang đục sen dẹo của cái ghế, cái đôn đúng không chị? Dạ đôn cao. Đây dạ vâng ạ. Đây gọi là đục cái sen dẹo đấy anh chị em ạ. Đấy thì đây là gỗ mun nhá, gỗ mun thì đấy các bác thấy không ạ? Nó rất là cứng. Cho nên là đấy mọi người thấy là chị gõ rất là mạnh như thế thôi, nhưng mà cái đục nó nún xuống ấy, nó có tí một thôi ạ, bởi vì cái chất gỗ này nó rất là tốt. Nên là thành thử ra là mình làm nó cũng rất là khó khăn. Cho nên em mới bảo là gỗ mun là cái loại gỗ mà hoàn thiện cực kỳ khó đấy anh chị em. Đấy thì phải đục thủ công đây này. Nên tại sao mà anh Sơn bảo là một cái bộ bàn ghế này nếu mà làm kỹ nó tận là cả 10-12 món thôi. Thế là làm rất là lâu, phải khoảng 4-6 tháng để xong được một bộ anh em mình nhá. Đây là đục thủ công đường tí một này. Đấy gọi là đục tay đấy anh chị em. Đấy thì ngoài chị gái ở đây, cái này là chị cũng đấy là chị. Đây là một cái tay ghế này, đây là một cái tay ghế rất là to, đây là một cái tay ghế gỗ mun nhá, anh em mình nhá, mình đây là cục thủ công hết này. Ở đây, đi, đây các cái viền sen dẹo đây là chị cũng làm hết đây đúng không? Đây, đây gọi là các cái viền sen dẹo. Mọi người thấy không ạ? Rồi, còn đi ra bên ngoài đây sẽ thấy rằng là cái không khí em đứng được chưa? Đây, mọi người sẽ thấy là đa phần là đều là phụ nữ thôi đúng không ạ? Đa phần đều là phụ nữ thôi. Đấy thì các chị em đều có một không khí làm việc rất là tấp nập. Rồi, đưa lại gần đi. Thực ra em nói anh chị em mình nhá, thực ra thì cái công việc này ấy, chưa chắc nam giới đã làm khéo bằng các chị đâu. Đấy, đòi hỏi một cái sự dẻo dai mềm mại mà đặc biệt nữa là vẫn phải đảm bảo các cái kỹ thuật. Thì đây là khi mà hoàn thiện một cái bộ mun hoa ấy, mà để cái sản phẩm nó lên được đẹp được kỹ ấy, thì đây này, khi mà đánh cái giáp ấy là mọi người sẽ thấy rằng là phải cứa vào các cái lỗ kìa. Đấy, bởi vì các cái lỗ đấy thì mình đục thì nó không thể tới được hết, nên thành thử ra là phải cứa như này thì để cho nó mịn mà để hoàn thiện, thì khi các bác có một bộ sản phẩm ở bàn ghế thì nhìn nó mới được đẹp anh em mình nhá. Và đây là cách hoàn thiện mà kỹ càng của một bộ tam đa của một bộ gỗ mun hoa. Đấy, tiếp tục đây lại đây. Các chị còn đang ngại. Thì chia sẻ mọi người nhé, cái mặt này là mặt đục tứ linh này. Cái mặt này đục tứ linh long ly quy phụng nhá. Thì cái này nó đòi hỏi rất nhiều các chi tiết nhỏ, nên thành thử ra các chị là phải dùng các cái lạo để lạo các cái đường nét nó thật sự là được sắc nét hơn. Thì đây gọi là làm lại thủ công. Còn nếu như các cái hàng mà thông thường, cái hàng mà nó bình dân hơn thì khi mà chạy máy ra cái thì là cứ thế người ta oanh cái giáp là người ta hoàn thiện luôn. Nhưng mà với một mặt hàng cao cấp như là gỗ mun hoa như thế này thì đảm bảo phải có cái sự sắc nét và làm cẩn thận hơn. Thì đây các chị là vừa phải đánh cái giáp, vừa phải cạo lạo, vừa phải xử lý cái gỗ đấy, và cộng với lại phải làm cho nó thật sự được sắc nét và sạch sẽ, tránh tình trạng là sản phẩm nó bẩn, nó lem nhem thì đến với lại tay anh chị em mình sử dụng thì anh em mình nhìn nó lại không được có một cái sự tinh tế và bắt mắt đấy. Và đấy, mỗi người một khâu, mỗi người một công việc, từ trẻ cũng có, già cũng có, trung niên cũng có. Đây là một sản phẩm vào lót rồi. Khi là sản phẩm để mộc thì anh em nhìn nó hơi nhật nhạt một tí đúng không ạ? Còn khi mà vào lót rồi ấy, thì bắt đầu nó sẽ nổi rõ cái vân gỗ lên luôn. Và khi mà vào lót ấy, thì các cái toàn gỗ nó bắt đầu nổi lên. Thì bắt đầu các chị em bắt đầu đánh nó đi để
cho nó được mịn màng. Và sau khoảng 3 lượt lót đánh đi đánh lại như thế này thì một lượt cuối đó chính là full PU lên thì anh em mình sẽ có một cái sản phẩm bộ bàn ghế mu nó hoàn thiện. Đấy, trông như này thôi, như đây các bác nhìn này, cái mặt mặt ván của Đoàn này vẫn đẹp chưa? Đấy, vẫn rất là đẹp nha. Đây là đang trong quá trình đánh giáp anh em. Đấy các bác nhìn không ạ? Đánh vừa đánh vừa phải cạo cái này các bác này. Đấy, khi mà các cái vết g vết gần đây này là các chị em là phải dùng các cái lạo để lạo đây này. Đấy, lạo các cái mùn ra. Thế còn các cái chỗ khác mà nó chưa được nhẵn thì anh chị các chị phải đánh cẩn thận và tỉ mỉ như thế này. Đấy, để cho cái sản phẩm nó lên được. Đây thì cả cô đây cũng đang phải ngồi đánh nhé, cái tay đây hàng vẫn đang để mộc nhá. Đấy. Bạn nào đi vào cái sườn sao ạ? Khi mà tẩy xong ấy thì cái nước ấy nó ngấm vào gỗ, thế là thành thử ra là bên em là phải phơi phải để khô. Đã, phải để cho nó khô đấy ạ. Rồi sau đó thì mới lót mới đánh giáp, bởi vì khi mà không để khô đảm bảo nó dẫn đến cái tình trạng là cái độ ẩm nó cao, khi mà phun lên ấy thì anh em mình về sử dụng sau khoảng một thời gian nó sẽ bị sùi ra. Đấy, và nó hỏng cái lớp sơn đi, và các bác sẽ có một sản phẩm nó rất tồi tệ. Nên thành ra đây là cái kỹ thuật trong nghề mà không phải ai cũng có đủ cái thời gian để có thể kiên nhẫn để cho nó khô được, bởi vì nó đòi hỏi chi phí anh em phải để lại này, cộng với lại phải khóa hàng rồi lại nhân sự rất nhiều thứ. Nên thành ra có người nhân người ta tẩy xong mặt người ta phun ngay cho anh em, nên thành ra sản phẩm anh em về dùng một vài tháng là anh em bị sùi sơn, bị nổ sơn, rồi rất nhiều vấn đề xảy ra với gỗ lạt rồi nha. Bởi vì bàn ghế này anh em mình mua nó không chỉ để ngồi không, không chỉ để trang trí không, mà nó còn là một cái vật phẩm mà giữ được cái giá trị lâu dài cho anh em. Cho nên là bản thân của em hiểu cái điều đó, của em phải làm một sản phẩm nó thực sự là giá trị cho anh em mình chưa. Còn bây giờ xin mời các bác cùng đi xuống xưởng phía sau khoảng hơn 2000m để anh em có thể chỉ thấy. Đây, thì đây toàn bộ các cái em đều làm gỗ mun, là các cái hàng này đều đặt hết anh em nhé, toàn đặt hết. Đặt thì nó có nhiều, hỏi đôi đi vào trong này. Xưởng rộng quá anh em ạ.